Trong số những sản phẩm nổi bật của Cartier, không thể nhắc đến dòng đồng hồ Cartier Santos de Cartier. Kể từ khi ra mắt vào năm 1904, Cartier đã duy trì được vị thế của mình trong làng thời trang thế giới và liên tục cải tiến để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Đặc biệt, phiên bản đồng hồ Cartier Santos de Cartier thế hệ mới mang mã hiệu CRW2SA0009 đã khẳng định sự kết hợp hoàn hảo giữa truyền thống và hiện đại. Chiếc đồng hồ này mang đến sự kết hợp hoàn hảo giữa thép không gỉ và vàng vàng cao cấp, thiết kế vỏ hình vuông với mặt số trắng cùng kim lam tạo nên sự phá cách so với các thiết kế đồng hồ tròn truyền thống. Điểm nhấn của thiết kế này chính là vành bezel vàng vàng cố định bằng 8 chiếc đinh vít, tạo nên vẻ chắc chắn và sang trọng cho sản phẩm. Mỗi mối nối được đính chắc chắn bằng 2 đinh vít bằng vàng, tạo nên một tổng thể hoàn hảo, nổi bật. Điểm độc đáo của mẫu đồng hồ này là hệ thống Cartier Wristwatch cùng với đó là công nghệ SmartLink giúp điều chỉnh độ rộng dây đeo theo một cách linh hoạt. Điều này mang lại sự tiện lợi tối đa cho người dùng, đặc biệt là khi muốn thay đổi phong cách từ dây đeo thép không gỉ sang dây da cổ điển. Mặt kính sapphire trong suốt của đồng hồ có khả năng chống phản quang xuất sắc, bảo vệ mặt số khỏi trầy xước và các tác động bên ngoài. Mặt số màu trắng nổi bật với các cọc số la mã và bộ kim trung tâm màu xanh lam làm từ thép không gỉ, tôn lên sự cổ điển, lịch lãm cho quý ông. Được trang bị bộ máy Automatic Calibri 1847MC. Bộ máy này có cấu tạo từ 23 chân kính, dao động với tần số 28.800 VBH và có khả năng dự trữ khoảng 42 giờ. Cùng với đó là khả năng chống thấm nước lên đến 100m, giúp người dùng yên tâm trong các hoạt động hàng ngày. Kỳ lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.